Rồi, hoan nghênh anh em trở lại với kênh Sửa Xe Hồng Hoàng, Sửa Xe Cùi Bắp. Rồi. Rồi, ha. Rồi, rất vui gặp lại anh em. Rồi, hôm nay là mình chuẩn bị dẫn một chiếc xe Fuel Channel ha. Thì Fuel Channel này là khách đã thay nồng ở hãng rồi, mà chạy chừng được không bao lâu hết, thì mấy tháng thôi là bị đổ khói. Bị đổ khói nhẹ thì bây giờ là mình sẽ lên cốt và mình thay thử coi nó hết hay không ha. Thì trong quá trình mình làm thì mình sẽ quay lại cho anh em coi ha. Rồi thay nồng của hãng luôn nha, nồng bích tông bạc của hãng luôn, chuẩn bị nha. Rồi khách đồng ý lên cốt luôn. Rồi ha. À, bây giờ là tiệm là dễ tìm lắm này, mà tiệm để chữ Sửa Xe Cùi Bắp là không đụng hàng ha. Rồi thì anh em Zalo rồi anh em liên hệ hai số này. Đó. Rồi bên mình có vệ sinh buồn đốt luôn, thì trên kênh mình là cũng có cái clip về vệ sinh buồn đốt của nhiều loại xe lắm nha, như AB rồi, thì mình vệ sinh tất cả các xe số và xe tay ga luôn, thì cái mức giá là khác nhau ha, tùy theo xe. Có xe thì 200, có xe 200 mấy, có xe 100 mấy. Nó tùy theo cái mức độ khó của xe, chứ mình không có tính là giá như nhau được ha. Có nhiều xe thì mở cái vị trí và quay máy đồ rất là khó. Rồi. Chọn chiếc Dehan. Rồi anh em xuống có gì chờ mình gì thì nhớ ghé quán 7. Quán của Bảy Xà Lan, vì Bảy Xà Lan để uống cà phê đồ, ngồi đây cũng vui lắm. Đó, ngồi đây cũng vui lắm. Chiếc Fuel chờ nè, tình trạng nè. Rồi, rồi trong. Rồi, rồi. Rồi ra khối nè, quay rồi, vừa khối đen là vừa khối trắng luôn nha anh em. Rồi bây giờ là mình sẽ từng tự mình ra để coi bích đông bạc, thì cái tiếng kêu này là mình nghĩ là do cây dên nữa, nhưng mà để coi coi làm sao ha. Mình nghĩ là giờ cái tiếng kêu dên đó rất là khó chịu. Đó anh em ha. Rồi ha anh em ha. Bạc bích tông. Kính thưa các loại bích tông bạc. Chờ đồng nghiệp tháo thì mình tăng lực cái đây. Mình tăng lực miếng nha, trong khi chờ đồng nghiệp. Rồi buri nè, màu đen là dư xăng, là mình phải kiểm tra lại lọc gió rồi luôn. Lọc gió với lại bình xăng luôn. Rồi nồng nó hơi xước rồi nha anh em. Rồi. Rồi dên kiểm tra thì không thấy lắc nha. Rồi. Mới thay bê tông bạc ở hãng luôn với lại cái lồng luôn. Mới thay luôn. Đạn cam thì sau khi mình kiểm tra là còn tốt nha. Và đạn cam còn tốt. Mình khỏi thay cho nên mình không có rửa, rửa thì sẽ bị sào nha. Rồi.
rồi đánh cước lại thôi. Giờ mình đánh cước lại ha. Sau khi chà đồ lại thì nó được như vậy ha. Bây giờ mình sẽ sấy xương bắp nha. Sên cam dùng, sên cam dùng thì cạo ra thay cái cọng sên cam khác nha. Rồi. Quay đi. Từ từ. Rồi quay. Thì chảo RSX quay S với RSX đời đầu nè. Bây giờ mình sẽ tán chuồng heo ra, mình thay nồi 6 lò xo ha. Mình sẽ khoan river chuồng heo này ra, mình thay cái chuồng heo của Future Neo vô nha. Ok ha. Khoan river này ra, thay chuồng heo Future Neo vô. Sau khi mình lấy river ra hết thì mình tán cái đế chuồng heo này vô. Đó, ok ha. Rồi anh em có nhu cầu nào mà làm kiểu này thì mình cũng làm luôn cho anh em. Thì giá cả thì anh em liên hệ Zalo nha. Từ hai số trên bảng nha. Thấy đã về, giờ mình vô đầu lòng ha. Rồi. Cười ghé cho mình, Trung Minh. Khi mình tháp vô là nó được dày nha. Cành cam luôn đó, thấy cái coi cái bục rùi không? Đó, bục rùi ngay trên đầu tông lên hết. Giờ là canh cam chỉnh cò, bình xăng là xuất hết rồi. Rồi vì là đồ chế cho nên là cắt amia chưa hết cho nên là mình phải canh lại. Rồi sau khi mà sửa xong, anh em nghe tiếng máy lại nha, đang nổ rồ ga cái cây chung. Ok ha. Rồi ok, ngon. Xe đó đó anh. Cái đó cũng khoảng 700 anh. Rồi máy im anh em. Thì thành mùa xuân luôn. Cờ ra cho cờ. Cờ nhẹ. Bớt rồi. Rồi ok á. Rồi. Wheel này là bán sao nữa đâu mà đây. Phiêu này là con gà mét cơ nha. Khi mình tháp vô là được như vậy ha. Bây giờ mình ập lóc vô mình thử amia. Sau khi đấy mình thử số có cắt amia không nha. Rồi nè, chậm nè. Cắt nè, thả nè. Rồi trước sau vậy ok hết rồi nha. Rồi mình ráp vô thôi. Không, mình test thử nha. Mình không cũng không dám chạy nha. Mình không dở đầu được. Tại mình quay một tay, anh em thông cảm nha. Nè, số 4 nè. Nè. Đó, mình sợ mình chạy một tay cho nên mình không thể nào mình dở đầu được. Mình sẽ đi xả nước cứu thân nha. Đó. Trời quang mây tạnh. Gần Noel rồi, quá ngon rồi. Ngày mai là đón SEA Games nữa. Hôm nay mình rất là vui. Hôm nay là làm thành công một con mà tháp nồi chuồng heo kêu chà neo qua đó nè. Quá ok anh em ơi. Bầu trời nhân đức cũng quá ok ha. Vừa nước rồi. Nè, đó. Thì mình chạy một tay mình không thể dở đầu được thì mình thấy như vậy là quá ok rồi nha anh em. Dạ. Ha. Xe là ok, chạy rất bốc đầu, mình bảo đảm là số 1 bốc đầu luôn. Nhưng mình xài bố rin, lò xo rin. Ở đây là lò xo Future Neo Zin, nhưng mà tháp chuồng heo nha, anh em phải biết canh chỉnh nha. Cái đó là mình không nói, cái đó là do tay nghề của thợ thôi. Bây giờ mình sẽ về để bắt cảng vô để giao khách, mình chưa bắt cảng, mình sợ bị chở quẻ gì đó cho nên là mình không bắt cảng ra.
Rồi ok. Anh này là chạy Grab luôn á anh em ơi. Chạy Grab, Uber cái gì đó. Rồi nha. Rồi mấy anh em mà thấy biết rồi nè. Mình vừa hoàn thành một cú đúp Future Nail ra khối với lại lên nồi lò xo cho quay S110. Rồi ha. Rồi mình mới thay bản mới luôn nè. Đó. Zalo thì liên hệ hai số này. Rồi các bạn nhớ đăng ký kênh và đến tiệm ủng hộ mình nha. Rồi ok. Rồi chào anh em. Chào anh em.